Xin chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Lê Khoa Radio, chuyên âm thanh bài, âm thanh cổ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong clip hôm nay thì Khoa sẽ giới thiệu với anh em một đôi loa cực độc luôn anh em. Dám nói là cực độc, đến từ một cái thương hiệu của Nhật, đó là Fortet nha. Nói về cái hàng Fortet, Forter, đó là đời trước đời sau thôi. Thì anh em nghe tới nhiều về cái dòng Fullringer nha. Nhưng mà còn những cái dòng mà hay quay loa thùng như thế này rất là hiếm có anh em. Tại vì đây là cái dòng để sản xuất riêng cho thị trường của Mỹ đặt hàng. Nên tại thị trường Nhật nó cũng khá hiếm nha. Hoặc là đang còn những cái đôi loa này đang còn sử dụng chẳng hạn nên nó không có nhiều. Cặp loa về từ hàng công Mỹ anh em nhé. Rồi. Anh em nào đang có nhu cầu để tìm kiếm một đôi loa độc để sưu tầm cũng như là để nghe nhạc vàng. Thì anh em xem clip này với Khôi ha. Rồi thì cặp lưới nó đầy đủ anh em nhé, nhưng mà Khôi đã tháo nó rồi á. Để bây giờ Khôi quay lại cho anh em xem nè. Đây đây là lưới zin anh em nhá, lưới zin tem zin luôn, cái tem ba màu rất là đẹp anh em ha. GX 2500 anh em, tem nổi nhá, mình sờ tay vào là mình thấy cái chữ nó nổi nha. Đây còn đây là mặt trong này anh em, zin của nó anh em nhá. Đó các cái đường chỉ này em thấy nhìn nào, zin Rồi ok, ở đây nó bị rớt cái miếng gỗ này thì Khôi sẽ dán lại nha. Cái đó thì không quan trọng nha anh em. Rồi, đây đi vào cặp loa này nè. Được thiết kế rất là độc đáo anh em. Các cái góc này người ta được vắt vuông ha, vắt vuông này. Đó, đây là cái điểm nhấn. Và thứ hai nữa là cái cặp này zin nguyên bản mộc luôn. Thùng gỗ này không qua tút tát dọn ha, tại vì về nó đẹp. Chắc chắn lắm anh em, khó mà vỡ lắm nè. Mấy cái này cứng lắm anh em. Tuyệt vời luôn. Đây mình đang quay rất là nhiều góc cạnh để anh em cùng xem ha. Rồi sau đó mình sẽ nói về cái phần cấu tạo của nó, thiết kế của nó ha. Đây anh em thấy nó được thiết kế hai quay anh em, hai quay ha, hai quay nè. Bát 25 anh em, đặc biệt là cái dòng này là bát giấy nha anh em, bát giấy bột ha. Rất là đặc biệt luôn, rất đặc biệt. Gân thì gân mút nha, gân mút này theo thời gian thì nó mục và được thay tại Việt Hùng. Và đây cái chép, chép này là chép bọc anh em, cái củ chép được bọc trong nhiều ha. Chép này chép nổi tiếng của bên Nhật luôn này, của cái hàng này. Còn đây là một cái lỗ hơi, và tuy nhiên thì hàng này rồi vừa có điện thoại nên không nói lại cái khúc này thì mới nhìn nó cực tưởng đâu là ba quay anh em, nhưng mà nó hai quay thôi. Đây là một cái lỗ hơi, nhưng mà hàng này dán lại luôn để tạo cho nó đẹp anh em ha. Ở phía trong này tí nữa Khôi sẽ tháo ra cho anh em cùng xem. Nó có cái mút ở trong á, một cái lỗ hơi ha. Rồi, đó là về thiết kế. Thì vì cặp loa này cặp loa độc nên tí nữa Khôi sẽ tháo ra cho anh em cùng xem cái cụ bên trong ha. Cực kỳ gấu luôn nha. Rồi, bây giờ mình xoay luôn ở đây cho anh em xem cái mặt đít này. Đây, mặt đít của nó ha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Nó được thiết kế rất là đẹp. Đây nè. Đây, cặp loa này còn cái hàng của cái hàng Forter nha anh em. Đây là đời đầu nha, nên gọi là Forter. Rồi sau này là Fortet nha. Rồi, được thiết kế này nè, một cái này cốt server nè, cốt server tinh chỉnh ha. Chỉnh chép á. Còn đây là hai cái cọc loa. Cọc loa này giống như JBL đời đầu này nè. Một đây của nó là gửi 2500 ha. Trở kháng là 8 ohm và công suất của nó là 60W. Nó rất là dễ ghép, một con ampli suất âm tụ rẻ tiền cũng có thể đánh được anh em nhé. Thậm chí là những con ampli đèn anh em vẫn có thể đánh được. Rồi ok, loa thì vuông vức góc cạnh tuyệt vời luôn, đúng chất sưu tầm, không tút tát nguyên bản mộc anh em nhé. Rồi ok, bây giờ anh em đợi chút xíu này, Khôi sẽ tháo cụ ra để phục vụ anh em xem cái phần nội thất bên trong, tại vì cặp loa độc ha. Rồi, tại vì đây là một cái cặp loa độc và nó rất là gấu, để cho anh em xem được cái độ khủng khiếp của nó ha. Rồi đầu tiên là cái cụ anh em, cụ loa này anh em nhìn thấy nè, cụ rất là gấu luôn ha, nặng kinh khủng khiếp luôn. 5.2 tầng luôn. Anh em thấy cái cụ 5.0 mà nó nặng nó to mà phải siết bằng vít ha, bằng vít nè. Đây, cái thông số của nó này anh em. Thông số cái cụ loa này anh em nhỉ. Music là tới 60W anh em nha. Cực kỳ lớn luôn nha, cực kỳ lớn. Đầu vào 18W nên là dễ ghép anh em. Cái phần noise này, đấy là đầu vào, còn cái phần mà công suất của nó maximum là 60W ha. Rồi, loa thì chắc chắn là zin tuyệt đối nguyên bản rồi. Đây nè. Này, dấu hàn chưa tháo luôn ha. Đó. Tất cả là đều thì
thấy một cái điều đặc biệt ở cái cụ loa này á, anh em nhìn này. Thì ngoài cái màn anh em, cái màn này là màn giấy bột ha. Nên là hãng này họ làm thêm những cái phần này nè. Các cái phần 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 này để đỡ nha, để khi nó đánh nó là sâu ha. Nên đỡ lại này. Đó, một điều cũng khá đặc biệt ha. Rất là tuyệt vời. Rồi ok. Đây là cái củ chép nha. Củ chép của hãng Foster này cực kỳ nổi tiếng luôn anh em nha. Củ chép mà nó chịu được cái công suất tới 60W này anh em. Nọc pan là 618 còn 60W này. Gọi là khá lớn anh em nhé. Chịu một cái đây. Cái phần này là bọc lại nha, mình không có tháo ra tại vì nó zin, còn vết keo của nó ha. Ok. Rồi, đó là xong về cái hai món này. Rồi còn bây giờ là mình cùng xem cái phân tần, có được máy thấp xuống tí nữa mình vẫn đang để loa cao. Đây nè. Đây là hai cái dây ha. Dây này dây bát này, dây chép này. Còn đây phân tần của nó này. Anh em thấy khủng khiếp không? Đây là cái phần cốt server này ha. Còn bên tủ thì rồi quần dây, nói chung là khá lớn luôn. Đặc biệt là các cái tủ này sử dụng của hãng Unicorn anh em. Đây có bật là đây sử dụng của cái hãng Unicorn ha. Nên nó đánh rất là hay luôn, rất là mềm mại nha. Rồi, đây là một cái lỗ hơi nè, cái lỗ hơi. Lỗ hơi được thiết kế ống anh em nha. Cái ống nó khoảng cỡ 15 xăng á, nó sâu vào nha, đó, cái lỗ hơi. Chứ không phải là ba quay. Cặp loa này thì chỉ có hai quay thôi anh em, bass 25 ha. Thì nhưng mà nó đánh rất là hay. Thì đây là một trong những cái cặp loa mà đã tạo nên là cái thương hiệu, tạo nên một cái đình đám nhất trong cái dòng MGX này. Thì thật sự anh em nào mà có cái nhu cầu á thì tìm hiểu thêm để sở hữu cái siêu phẩm này anh em. Nó có thua chăng á là thua về cái gì đó, cái tên tuổi thôi nha. Còn về chất âm mà để so sánh với AR4 với AR2 thì không có cửa đâu, đảm bảo anh em như vậy nha, nghe cực kỳ hay. Rồi, và đặc biệt á, đặc biệt là cái mức giá rất hợp lý anh em, rất hợp lý ha. Khoa báo giá ở đây luôn ha. Rồi phần cuối là để mình test chất âm. Thì trong Tết á thì Khôi cũng đã review cho anh em xem rồi, nhưng mà trong Tết thì hàng về nó bữa 25-26 Tết á, nên Khôi không kịp để quay clip và cũng kịp bán, nên Khôi giữ lại tới đầu năm để giới thiệu với anh em những cái món mới nhất, đẹp nhất. Thì cặp loa này có cái mức giá rất dễ thương luôn anh em nha, 9.500.000, gọi là giá rẻ đó, rất là rẻ so với những cái gì nó mang lại nha. Rồi bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi mình sẽ nghe thử chất âm để mình đánh giá khách quan về cặp loa này. Tiễn người trai linh ngày nào, tàu cũ
và câu chuyện đời.